Logo, màu sắc phù hợp logo của mình. Thổ thì mọi người sẽ thấy đúng cái màu sắc, đó là màu sắc màu vàng, màu nâu đất, đúng không ạ? Rất là phù hợp với cả mệnh thổ đó, màu vàng, màu nâu đất. Đây mọi người nhìn này, màu nâu đất này đó, màu đỏ này, mệnh hỏa này, đỏ màu vàng của người mệnh hỏa này đó. Một số tông màu mọi người phải lưu ý, đây màu đỏ này, đây màu đỏ màu nâu đất này, mọi người thấy không ạ? Đây cái thương hiệu này, màu đỏ màu nâu đất này đó, mọi người phải lưu ý này. Đây màu nâu đất này đó, thì đây một số cái lưu ý mọi người phải đặc biệt quan tâm khi mà mới thiết kế cái logo của chúng ta khi mà bạn là người mệnh thủy, mệnh thổ. Đầu tiên mọi người phải xem mệnh thổ. Xin chào tất cả các bạn, thì ở bài chia sẻ lần trước chúng ta đã cùng nghiên cứu với nhau nhiều hơn về câu chuyện về màu sắc trong phong thủy, trong logo của chúng ta, đúng không ạ? Thì ở bài chia sẻ lần này tôi muốn giới thiệu cho mọi người một câu chuyện, đó là công cụ tự động thiết kế logo, đúng không ạ? Thì ở phần trước chúng ta đã cùng nhìn nhận với nhau một số cái màu sắc mà bạn đã chọn lựa được cho mình cái màu sắc nó phù hợp nhất phong thủy của chúng ta. Thì ở bài chia sẻ lần này tôi muốn giới thiệu cho mọi người một công cụ để mọi người thiết kế được logo nó phù hợp theo đúng cái màu sắc mà chúng ta đã biết được nó phù hợp với cả mệnh của chúng ta trong bài học trước, đúng không ạ? Công cụ tự động thiết kế logo chuyên nghiệp, và ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người đó là công cụ thiết kế logo, đó là công cụ thiết kế logo chuyên nghiệp. Và công cụ hôm nay tôi muốn giới thiệu mọi người là công cụ Logaster. Công cụ Logaster thì mọi người search trên Google là Logaster, Logaster đúng không ạ? Đó thì mọi người nhìn này, Logaster.com. Đó thì đây là một công cụ rất là mạnh cho mọi người trong vấn đề mọi người thiết kế logo. Mọi người có thể có cái ý tưởng, công cụ đã giúp mọi người vấn đề gì? Một đó là lấy ý tưởng, mọi người lấy ý tưởng trong thiết kế logo, đúng không ạ? Ví dụ có thể chọn lựa luôn, chọn lựa luôn cái logo ra, tải mua trả phí, đúng không ạ, cho cái logo đó, đúng không ạ? Và chúng ta lấy ý tưởng, và trong trường hợp chúng ta không không mua luôn cái logo ở trên hệ thống này, ta sẽ lấy ý tưởng của cái logo đó. Ví dụ như câu chuyện là gì, đây mọi người nhìn này, đây là Logaster nhé, mọi người lưu ý nhé, đây là một cái trang liên quan đến thiết kế logo, đúng không ạ? Công cụ của tôi giới thiệu mọi người Logaster.com, mọi người truy cập vào Create Logo Free này. Đầu tiên của mọi người là mọi người phải đánh một cái tên nó phù hợp với cả cái tên công ty của mọi người. Ví dụ như câu chuyện là gì, tôi có một công ty, ví dụ câu chuyện của tôi là P Academy chẳng hạn, thì bây giờ công cụ ví dụ như vậy, đây là một cái tên của một trung tâm chẳng hạn, thì mọi người search đây này, mọi người đánh vào đây đúng không ạ, mọi người đánh cái tên của mọi người ở đây, logo ở đây đúng không ạ? Thì mọi người nhìn này, ở đây phần là two activity type, nó rất là nhiều loại, nó tương ứng với loại hình của công ty của mọi người. Ví dụ công ty của mọi người chuyên về áo, về mô tô này, công ty về video này, về kinh doanh này, hay công ty về thiết kế này, vì mỗi một cái loại thiết kế, một cái loại logo bất kỳ ấy, họ có những cái màu sắc hay là có những cái hình thái nó phù hợp. Ở tôi ví dụ cho mọi người luôn, ở đây tôi chọn on time cho mọi người trước này, mọi người ấn like đúng không ạ, thì ngay lập tức hệ thống sẽ sản sinh ra hàng trăm mẫu logo có gắn với cả nhãn là P Academy cho mọi người lựa chọn, mọi người thấy không ạ? Một cách hoàn toàn tự động luôn, đó là mọi người sẽ xem được cái màu sắc là phù hợp. Thì ở khi mọi người có được cái này thì mọi người sẽ xem màu cái logo nào nó phù hợp với cả cái sản phẩm của chúng ta, và màu sắc nào nó phù hợp với cả màu phong thủy của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như câu chuyện là mọi người đang là mọi người là mệnh thổ chẳng hạn, một nốt đất chẳng như mọi người một nốt đất chẳng hạn, thì mọi người xem cái mệnh màu này nó có phù hợp hay không, đúng không ạ? Hoặc ví dụ như mọi người mệnh thủy này, một xanh dương như này chẳng hạn, thì mọi người xem là một xanh dương này nó có phù hợp với mọi người không, đúng không ạ? Mộc thổ chẳng hạn, một xanh lá cây này, mọi người xem nó phù hợp hay không, đúng không ạ? Màu đen mệnh thủy chẳng hạn, thì mọi người xem nó phù hợp hay không, hoặc là màu nâu đất, màu hoàng thổ ở đây là mệnh thổ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì tất cả những cái đó khi mọi người xem nó, mọi người có ý tưởng, khi đó mọi người sẽ có ý tưởng được trong vấn đề mọi người thiết kế cái logo của mình. Thì đó là câu chuyện khi mọi người ấn on time, mọi người sẽ search được tất cả các cái logo nó phù hợp. Còn ở đây ví dụ cho câu chuyện tôi sẽ cho mọi người thấy được sự khác biệt khi mọi người chọn lựa một cái type khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như mọi người chọn logo là mọi người là ngành của mọi người liên quan đến design, thiết kế, thì cái logo bay bổng hơn rất là nhiều. Thì thường những logo đấy là mang chất bay bổng hơn, mọi người thấy không ạ? Nó phức tạp hơn, cái logo nó thể hiện sự thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Còn ví dụ như mọi người logo liên quan đến auto, mô tô chẳng hạn, mọi người thấy này, thì ngay lập tức là sẽ ra tất cả cái P Academy mà dưới dạng là logo
mà liên quan trực tiếp, nó phù hợp với cả ngành nghề liên quan đến ô tô, auto đúng không ạ? Ví dụ như mọi người ngành nghề liên quan đến business thì cái logo nó cảm thấy sang trọng hơn rất là nhiều. Đó, sang trọng hơn rất là nhiều. Thì đó là câu chuyện liên quan đến việc mọi người xây dựng, mọi người chọn lựa được cái phù hợp nhất cho mọi người, ví dụ là animal plan liên quan đến động vật, thực vật chẳng hạn. Thì đấy mọi người thấy không ạ? Hình ảnh động vật này, cây này, đây hươu này, hình ảnh cây này, cây cỏ này, bồ công anh này, hay những cây khác này, này. Hay là cá voi đây này. Mọi người có 10 tab cho mọi người chọn lựa, rất nhiều cái logo cho mọi người chọn lựa nhá. Mọi người có thể chọn lựa bất kỳ này. Đây, chim muông này, ngựa này, cá này. Đấy, bò này, được không ạ? Thì đối với trong trường hợp là mọi người giả sử như mọi người ưng một cái logo bất kỳ, trong trường hợp mọi người chỉ cần lấy ý tưởng thôi thì không sao, thì mọi người chỉ cần xem cái logo nào thì mọi người có cái ý tưởng để mọi người thiết kế với cả logo, đúng không ạ? Nhưng trong trường hợp là mọi người muốn mua luôn cái logo này thì mọi người sẽ phải trả phí cho cái logo đó, đúng không ạ? Để mọi người tải được cái logo với cái kích thước ảnh đẹp nhất về. Ví dụ đây là mọi người chọn cái logo này chẳng hạn, tôi chọn logo này chẳng hạn, mọi người click cái đây, mọi người ấn next nhá. Đó thì ngay lập tức là bản thân Logaster họ sẽ cho các bạn những cái phối màu, đây những cái phối màu nó phù hợp nhất. Đây mọi người nhìn này, họ sẽ cho ra những cái màu sắc cả visit nó phù hợp nhất với chúng ta. Đây mọi người sẽ ấn save, mọi người ấn lưu này. Đó, khi mọi người ấn lưu thì nó sẽ ra một cái trình duyệt, đó là trình duyệt mọi người đăng nhập với tài khoản. Mọi người hiểu không ạ? Đầu tiên là mọi người phải truy cập vào mục này này, mọi người đăng ký. Đây mọi người create một cái account nhá. Đến bước này mọi người sẽ ấn, mọi người nhập email của mọi người vào đây và password mọi người vào đây, sẽ tạo ra một tài khoản cho mọi người. Và trong cái bước tạo tài khoản xong thì mọi người sẽ phải trả phí, và khi mọi người đăng nhập tài khoản rồi ấy, thì mọi người sẽ phải ấn nút thanh toán trả phí, và thông thường là khoảng tầm vài đô, khoảng xấp xỉ khoảng tầm từ 100 cho đến 300 nghìn thì mọi người sẽ có được cái logo như vậy, được không ạ? Giá trung bình của một cái logo như vậy là khoảng tầm từ 100k khoảng tầm 300 nghìn tiền Việt Nam, được không ạ? Thì mọi người lưu ý trong vấn đề là đăng thanh toán như vậy, thông thường thanh toán là thanh toán qua Visa nhé, Visa hoặc là thông qua Mastercard, được không ạ? Thì đó người lưu ý một chút, hoặc là PayPal, một số công cụ khác như là PayPal chẳng hạn. Đó thì một số cái công cụ là thanh toán trên mạng khác. Thì đó là câu chuyện nó liên quan đến vấn đề công cụ thiết kế logo chuyên nghiệp Logaster mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Có thể lấy ý tưởng cũng như là mọi người mua luôn logo và phù hợp với cả cái logo mà mọi người mong muốn. Rất là mong qua bài chia sẻ này thì các bạn đã chọn lựa cho mình được một cái công cụ và một cái logo phù hợp nhất. Khi mọi người đã chọn lựa được cái màu sắc phù hợp với bản mệnh của chúng ta, cũng như cái logo nó phù hợp với cái ngành nghề của chúng ta. Rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ lần sau. Xin cảm ơn.